ngày nào chưa bao giờ chết qua đâu sắc nhau phải chịu sẽ chia tim anh còn quặn trống vì em đi rồi phải không bây giờ nên chờ hay nên quên em đừng có tình yêu mà hôm nay phải đợi chờ hôm sau có mưa đừng ghé vội qua ước một giấc mơ tim đông đầy nỗi nhớ cần ai đó để che chở và người làm cho giấc mơ này thêm buồn vỡ Chào Thảo Nguyên nha. Thảo Nguyên ơi, vào chia sẻ cho chị đi. Chào Luyến Tẹt nha. Mọi người báo hôm nay vào like và vào chia sẻ cho em nha để mua đồng hồ nha, 59k nha mọi người nha, ba màu rất chi là đẹp nha. Ba màu đang hot nha, màu đen, màu đỏ, màu xanh nhá. Vào chia sẻ cho em đi. Chờ em một chút xíu nhá. Ok, Thảo Nguyên. Người đợi em một chút xíu nhá, nhiều người vào theo dõi bắt đầu là em chơi nhá. Thế là chọn cái đấy xong rồi đăng. Và đến số 2 đây nhé. Đây.
Mọi người vào theo dõi đi ạ, like vào hôm nay em chia sẻ và xả nhé mọi người nhé, đồng hồ 59k nhé mọi người nhé, hôm nay vào like và chia sẻ trong like của em nhé, mọi người là được đấy nhé. Đây ạ, đồng hồ chi là đẹp mọi người nhé, đồng hồ thời trang nhá, đồng hồ đi ô nhá, thời trang nhá mọi người nhá. Chi là đẹp ạ. Mọi người vào chia sẻ cho em nhé, đồng hồ 59k nhá. Hôm nay em xả nhá mọi người nhá. Mọi người vào like và chia sẻ cho em nhá, chỉ có buổi hôm nay thôi nhá, em nay buổi hôm nay thôi nhá mọi người nhá. 59k. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Ai đặt hàng thì comment giúp em nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Bên em có 3 màu nhá, màu đen, màu xanh và màu đỏ nhá. Chất là chất da lộn nhá mọi người nhá. Đồng hồ rất chi là đẹp mọi người ạ. Đồng hồ thời trang nhá mọi người nhá. Lên tay chi là đẹp đấy ạ. Mọi người vào chia sẻ cho em nha. Hôm nay vào em sẽ ấy nha. Xả nha mọi người nha. 59k, 59k thôi nha. Rất chi là đẹp đấy ạ. Mọi người nhìn đấy ạ. Lên tay rất chi là đẹp đấy ạ. Chỉ có 59k thôi ạ. Mọi người vào theo dõi và chia sẻ cho em nha. Chào Tuyến Tẹt nha. Mọi người vào xem đi ạ. Hôm nay em chia sẻ. Chào like. Chào like Trần nha. Mọi người vào xem và chia sẻ cho em đi ạ. Hôm nay em xả đồng hồ ạ. 59k nha. Bên em còn có 3 màu nha. Màu đen, màu xanh và màu đỏ nha. 3 màu đang hot nha mọi người nha. Lên tay rất chi là đẹp ạ. Đây ạ. Chào Tuyến Tây nha. Chào Loan Vũ nha. Mọi người vào xem và chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người vào like chia sẻ cho em đi ạ. Đồng hồ 59k, chỉ có 59k thôi ạ. Đây ạ. Rất chi là đẹp ạ. Màu đen và đỏ xanh và đỏ nha. Ui Duy Mạnh ơi, bạn lấy màu nào ạ? Bạn lấy ai đặt hàng thì để lại làm comment là 59k cộng màu cộng số điện thoại cho giúp mình nha. Chỉ có 59k thôi ạ. Đồng hồ thời trang nhá, rất chị mà là đẹp nha mọi người nhá. Chất bằng chất da lộn nha mọi người nhá. Chúng ta chỉ dùng trong nước sinh hoạt được thôi nha mọi người nhá, không thể ngâm lâu được nha mọi người nhá. Nên mọi người dùng thơ nước sinh hoạt thì mọi người thoải mái nha mọi người nhá. Bằng chất da lộn nhá, 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Ai đặt hàng thì 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Đây ạ. Chị ạ, đẹp mọi người ạ. Lên tay chị ạ, đẹp đấy ạ. Đây ạ. 59k đây ạ, 59k. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em ạ. Đây ạ. Em có 3 màu nha, 3 màu đang hot cho mọi người nhá. Màu đen, màu xanh và màu đỏ nhá. Đấy. Lên tay chị ạ, đẹp đấy ạ. Mọi người xem được ạ. 59k đây ạ, 59k đây ạ. Thì trong buổi hôm nay ạ, 59k. Người vào like chia sẻ giúp em đấy ạ. À. Hôm chỉ hôm nay thôi nhá, trong áp dụng trong buổi livestream này nhá. Là 59k thôi mọi người nhá. Ai đặt hàng thì để lại 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em ạ. Ui Duy Mạnh ơi, bạn ghi đúng cú pháp cho mình nhá. 59k cộng màu nhá, cộng số điện thoại nhá bạn nhá. Ai đặt hàng thì để lại comment là 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em ạ. Bên em đang có 3 màu ạ. Đây ạ, màu đỏ, màu xanh và màu đen ạ. Lên tay rất chi là đẹp đây ạ. Đồng hồ thời trang nhá mọi người nhá. Hãng Dio nhá. Chất da lộn nhá mọi người nhá. Đây ạ. Đây mọi người rất chi là đẹp ạ. Màu xanh, màu đỏ. Ok, mình chốt cho Bùi Duy Mạnh nhá. Ai đặt hàng thì comment số điện thoại và 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Bùi Duy Mạnh ơi, mình chốt hàng chốt cho bạn rồi nha. Ai đặt hàng thì để lại comment giúp em nha. 59k cộng màu cộng số điện thoại nha. Ok Thảo Nguyên nha, mình chốt cho em màu đỏ nha. Ok 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. 59k thôi ạ. Hàng đi ô nha mọi người nha. Da chất da lộn nha. Mọi người nhìn rất là đẹp nha. Em đưa tận mặt cho mọi người xem nha. Đồng hồ thời trang nha mọi người nha. Chỉ có 59k thôi ạ, 59k thôi ạ.
59k thôi ạ. 59k một cả một chiếc thôi ạ mọi người. 59k. 59k cộng màu số điện thoại giúp em nha. Ai đặt hàng thì 59k cộng màu số điện thoại giúp em ạ. 59k thôi ạ. Chất da lộn nha mọi người nhá. Ok, Bùi Duy Mạnh mình nhớ rồi nha. Màu đỏ màu xanh ok, mình chốt cho Bùi Duy Mạnh nha. Ok, Bùi Duy Mạnh. 59k đây ạ, 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Mọi người nhìn ạ, màu rất chi là lên tay rất chi là đẹp đây ạ, rất chi là xinh ạ. Đồng hồ thời trang nhé mọi người nhá. Em rơi tận mặt cho mọi người xem nha đây ạ. Đấy. Mọi người nhìn có thể thấy được ạ. Lên tay rất chi là đẹp, đồng hồ thời trang nha mọi người nhá. 59k đây ạ, 59k đây ạ. 59k đây ạ. 59k, 59k cộng màu của số điện thoại đây ạ. Chào Nguyễn. 59k cộng màu của số điện thoại ạ. 59k đây nha mọi người nha, 59k, 59k đây ạ. 59k cộng màu của số điện thoại nha mọi người nha. Ai đặt hàng ngày 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nha. Ok ạ. 59k. Đây mọi người ạ, lên tay rất chi là sang chảnh luôn ạ. Đấy. Mấy các bạn có mua cái gì mà đồng hồ có đồng hồ 59k mà lên tay mà đẹp như thế này à? Đấy. Chỉ có buổi hôm nay sẽ xả hàng thì em mới có bán giá như vậy đấy nhá mọi người nhá. Mọi người vào mua thì comment 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nha. 59k đây nha. 59k. 59k cộng màu của số điện thoại nha. Chào anh Tươi nha. Mọi người vào like và chia sẻ giúp em ạ. 59k thôi ạ, 59k nha mọi người nhá. Lên tay rất chi là đẹp nha, đồng hồ Dio nhá mọi người nhá. Đấy. Mọi người cũng biết đó hãng nào đồng hồ Dio mà có 59k mà. Đấy. Chỉ có bên em có thôi ạ, mọi người ạ. Mọi người vào like và chia sẻ giúp em đi ạ. Đồng hồ 59k, 59k thôi ạ. Trần Duy Thắng, ok mình chốt cho Trần Duy Thắng ạ. 59k nha, 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nhé mọi người nha. Hôm nay hàng giờ về rất chi là nhiều nhé, nhưng bên em chỉ có lấy 3 màu đang hot thôi ạ. Màu xanh, màu đỏ và màu đen nhé mọi người nhé. Màu là lên tay cũng rất chi là đẹp ạ, đều tôn da nhé mọi người nhá. Tôn này nhá. Đang hot nha mọi người nhá. Mọi người vào. Ok, Bùi Duy Mạnh nha. Mọi người vào chia sẻ giúp em ạ. 59k, 59k cộng màu của số điện thoại giúp em á nha. Chỉ có 59k thôi ạ. Da là đồng hồ là chất da lộn nha mọi người nhá. Chất da một lộn nhá, đồng hồ thời trang nhá. Chỉ dùng được trong nước sinh hoạt thôi mọi người nhá. Ngâm lâu trong nước thì em không đảm bảo nhá. Nhưng dùng nước sinh hoạt thì thoải mái nha mọi người, rửa tay cái thứ đều thoải mái mọi người nhá. 59k thôi ạ, chỉ có 59k thôi ạ. Mọi người nhìn ạ. Lên tay rất chi là sang chảnh luôn ạ. Mọi người thấy không? Rất chi là đẹp ạ, lên tay ạ. Đấy, em ở đây không mọi người. Đều nha, bên em có 3 màu đang hot nha mọi người nha. Màu đen, màu xanh và màu đỏ nha. Rất chi là đẹp lên tay đấy ạ. Người vào là xem đi ạ. Nay và chia sẻ giúp em nha. 59k nha. 59k thôi ạ. Đây ạ. Lên tay rất chi là đẹp đấy ạ. Mọi người có thể thay đổi nhá. Có thể nó là đồng hồ thời trang mà. Mọi người có thể thay đổi màu sắc nhá. Tùy theo mình kết hợp nhá. Phối đồ nhá. Đều đẹp nhá. Chào Nguyễn Thắm nha. Mọi người vào đây để chia sẻ giúp em ạ. Ok, ai đặt hàng thì 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. 59k nha. 59k thôi ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em ạ. Mọi người nhìn thấy ạ. Rất chi là đẹp đấy ạ. 59k thôi ạ, 59k cộng màu cộng số điện thoại nha, giúp em nha. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha mọi người nha. 59k thôi ạ. Ai đặt hàng thì để lại cú pháp 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. 59k mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 59k thôi ạ. Dây là bằng chất da lộn nha mọi người nha. Dây là chất da lộn nha. Mọi người có thể dùng nước sinh hoạt thoải mái nhá, nhưng mà ngâm lâu trong nước thì em không đảm bảo nha mọi người nhá. Thì chúng ta dùng nước sinh hoạt thì có thể rửa tay các thứ thoải mái mọi người nhá. Đây mọi người ạ, lên tay rất chi là xinh ạ, đấy ạ, rất chi là sang chảnh luôn ạ. Đấy ạ. Mọi người đấy ạ. Chúng ta có thể phối đồ ấy theo màu sắc nhá mọi người nhá, tại vì nó là đồng hồ thời trang mà, lên ai cũng có thể ấy được nha mọi người nhá. Chúng ta kết hợp đồ với đồ rất chi là dễ luôn ạ.
59k nha, 59k nha, màu số điện thoại nha, cho em nha, 59k. Mọi người like và chia sẻ mạnh lên cho em đi ạ, 59k thôi ạ. Đây, đeo lên tay rất chi là sang luôn ạ mọi người nhỉ. 59k, cộng màu của số điện thoại ạ. 59k nha. Đây ạ, rất chi là đẹp luôn ạ mọi người nhìn ạ, đúng hãng Dio nha mọi người nhá, Dio đàng hoàng nhá. Lên tay rất chi là đẹp nha, mặt rất chi là đẹp đây ạ, em đưa mọi người xem ạ. Đấy, bạn thấy có đồng hồ làm đẹp mà vừa đẹp vừa rẻ như thế không ạ? Đây là đồng hồ thời trang nha mọi người nhá, rất chi là đẹp luôn ạ, lên tay rất chi là đẹp ạ. Mọi người vào em chia sẻ cho em đi ạ, đặt hàng này với cú pháp 59k cộng màu của số điện thoại cho em nha. Mọi người vào chia sẻ và cho em đi ạ. 59k, 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Ai đặt hàng thì để lại 59k cộng màu của số điện thoại cho em nha. 59k, 59k nha mọi người nha. 59k cộng màu của số điện thoại cho em nha. 5 chiếc giở lên em sẽ miễn phí ship cho mọi người nha. Phí ship của toàn quốc là 30k nha mọi người nha. 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Mọi người vào xem, vào theo dõi và mua đi ạ. Đồng hồ rất chi là đẹp mọi người nhìn đấy ạ. Màu ạ, rất chi là sang luôn ạ. Đấy ạ. Đấy ạ, thấy có đồng hồ mà đẹp như này không ạ? Hãng Dio đàng hoàng nha mọi người nha. 59k, mặt rất chi là đẹp đấy ạ. 59k, 59k cộng màu của số điện thoại nha. 59k cộng màu của số điện thoại nha. Chỉ có 59k thôi ạ, 59k thôi ạ. Mọi người vào xem và chia sẻ cho em đi ạ, 59k. Để em cho nhạc nhỏ bớt đi một chút. 59k, 59k cộng màu của số điện thoại nha. Có 59k thôi ạ. Màu đỏ, màu đen và màu xanh nha mọi người nha. 3 màu nha, đang hot nha mọi người nha. Bên em chỉ có 3 màu thôi ạ. Màu đỏ, màu đen và màu xanh nha. Đều lên tay được, rất chi là đẹp nha mọi người nha. Đây ạ, lên tay em đây ạ. Mọi người nhìn có thể thấy thôi ạ. Rất chi là sang phải không ạ? Chúng ta có thể mua nhiều màu để kết hợp với các đồ nhé. Khoảng 59k, 59k thôi ạ. Bằng hai bữa ăn sáng của mọi người thôi ạ. Chúng ta cũng có thể có một chiếc đồng hồ rất xinh để đeo rồi ạ. Mọi người bây giờ rất chi là tiện luôn ạ. Rất chi là đẹp nữa nha. 59k thôi ạ, 59k cộng màu cộng số điện thoại cho em nha. Ai đặt hàng thì để lại 59k cộng màu cộng số điện thoại cho em nha. 59k thôi nha. Mọi người đây là chất da lộn nha mọi người nha. Bằng chất da lộn nha. À, Ngô Hàng ơi, 59k bạn nhá. À, ai mua thì đặt hàng, ai mua thì comment giúp em ở bên dưới là 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Chào Loan Xuân nha. Loan Xăm nha. Chào Không Tên nha. Mọi người vào xem và chia sẻ giúp em đi ạ. À, có 59k thôi ạ, à, đồng hồ 59k nha. 59k cộng màu cộng số điện thoại nha. 59k nha, ngồi đi ô nha, mặt đây nha mọi người nha. Rất chi là sang chảnh luôn ạ, à, rất chi là đẹp luôn ạ. À, 59k thôi nha. 59k cộng màu của số điện thoại nha. 59k nha. 59k thôi ạ. Bằng hai bữa ăn sáng của mọi người thôi ạ. Hai bữa ăn sáng mọi người có thể sở hữu một chiếc đồng hồ xinh như thế này ạ. Chỉ có em mới có đồng hồ xinh như thế này thôi nha mọi người nhá. Đây chất da lộn nha, em đưa hẳn cho mọi người xem nhá, gần luôn nhá. Cảm ơn Loan San nha. Mọi người vào nay và chia sẻ giúp em đi ạ. Có 59k thôi ạ, 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Ai đặt hàng thì với cú pháp 59k nha. À, bạn ơi mình đang xả nhá, mình đang xả lên mới có giá đấy thôi nhá bạn nhá. À, mình đảm bảo ấy nhá, có thể mọi người nó là chất da lộn nhá mọi người nhá, hàng Dio nhá, chất da lộn nhá, chất da lộn hàng Dio. Đây, nhãn hiệu Dio đàng hoàng nha mọi người nha. Nhìn mặt đây, em dơ tận mặt cho mọi người xem đấy ạ. Đấy ạ. Đấy. Rất chi là xinh phải không ạ? Lên tay nhá mọi người nhá. Bán hai bữa ăn sáng của mọi người thôi ạ. Chúng ta đã sở hữu một chiếc đồng hồ rất chi là xinh ạ. Đấy ạ. Có thể phối hợp mà để phối hợp với đồ đều rất chi là tiện đấy ạ. Đây, chỉ 59k thôi nhá mọi người nhá.
Chúng ta có thể sử dụng nước sinh hoạt được nhá, nhưng mà nước đã lâu thì em không đảm bảo nha mọi người nhá. 59k nữa em còn tặng thêm một quả pin dự phòng nhá mọi người nhá. Đều sẽ được tặng một thêm một quả kèm theo một quả pin dự phòng nhá mọi người nhá. 59k nhá. Tiên Trần ơi, chỉ có của lữ thôi bạn nhá. Đồng hồ này là đồng hồ lữ nhá. Đồng hồ lữ á. Nhưng mà nếu màu đen thì cũng có thể lam, có thể đeo được ạ. Tại vì mình thấy đồng hồ rất chi là đẹp ạ. Lam, lữ đều có thể, nó cũng không phân biệt dáng lắm ạ. Đồng hồ lam cũng có thể đeo được bạn. Đây ạ. 59k đây ạ. Ngô Hàng ơi, nước sinh hoạt thì thoải mái bạn nhé. Chỉ nếu mà bạn ngâm lâu thì mình không đảm bảo thôi. Nhưng mà nước mình rửa tay các thứ dùng, đồ dùng thì đều được bạn nhé. 59k đây ạ. Hôm nay em tặng kèm một thêm một quả pin dự phòng nhé mọi người nhé. Đây ạ. Ai đặt hàng em sẽ đặt thêm, kèm thêm một quả pin dự phòng cho mọi người nhé. Từ 5 sản phẩm trở lên em sẽ miễn phí ship nhé. Phí ship toàn quốc là 30k nhé mọi người nhé. Chắc là nó sẽ hơn nhưng mà em chỉ lấy là 30k thôi ạ. Tiền ship thôi ạ. Thế nên là ai đặt hàng thì với cú pháp 59k cộng màu cộng số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. Sẽ được tặng kèm thêm một quả pin dự phòng nhé mọi người nhé. Đây ạ. Được tặng kèm thêm một quả pin dự phòng nữa nhé. 59k thôi ạ. Phí ship toàn quốc là 30k bạn nhé. Ngô Hằng nhé. Đồng hồ là 59k bạn nhé. 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nhé. Phí ship toàn quốc là 30k nhé mọi người nhé. Đây ạ. Mọi người nhìn ra là rất chi là đẹp luôn ạ. Đấy. Phí ship thì có thể là đắt hơn ngoài 30.000 đấy ạ. Nhưng mà em sẽ lấy cho mọi người 30.000 thôi ạ. Còn nội em sẽ hỗ trợ ạ. Chào Nguyễn Khánh Học ạ chị. Mình ở Bắc Giang bạn nhé. Chào Nguyễn Khánh Học em, mình ở Bắc Giang nhé. 59k ạ. 59k cộng màu của số điện thoại nhé. Là chất da lộn nhé mọi người nhé. Mọi người có thể dùng được lít nước sinh hoạt nhé mọi người nhé. Chỉ ngâm lâu thì em không đảm bảo nhé. Nhưng mà dùng nước sinh hoạt thì thoải mái nhé mọi người nhé. 59k nhé. 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Hôm nay em có tặng kèm thêm một quả pin dự phòng nữa nhé. Nếu ai đặt hàng nhé, đặt kèm thêm một quả pin dự phòng ạ. 5 sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship nhé. 59k đây ạ. 59k cộng màu của số điện thoại cho em nha. Ai đặt hàng thì để lại comment cho em giúp em nha. 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Bên em ạ. Bên em đang có 3 màu nhá. Ngô Hàng ơi, mình ở Lạng Giang nha. 59k, 59k cộng màu số điện thoại. Ngô Hàng ơi, nếu bạn ở gần thì có thể qua nhà mình xem ạ. 59k cộng màu số điện thoại nhá. Giúp em nha. Là chất da lộn nha mọi người nha. 59k thôi nha. 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Rất chi là đẹp đây mọi người. Em đeo lên tay đây ạ. Rất chi là sang chảnh thôi ạ. Đây ạ. 59k thôi ạ. Đây ạ. Mọi người ba màu này á kết hợp với đồ đều màu nào cũng đẹp ạ. Em chỉ lấy có ba màu hot này thôi nhá mọi người nhá. Màu đỏ, màu xanh và màu đen nhá. Đều kết hợp đồ rất chi là dễ nhá mọi người nhá. 59k nhá. 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nhá. 59k đây ạ. Rất chi là đẹp mọi người nhá. Như là sang chảnh luôn ạ. Đây ạ. Em có thể dơ cho mọi người xem đây ạ. Đây ạ. Chất da lộn nha, mặt đàng hoàng nha. Rất chi là đẹp ạ. 59k, 59k cộng màu số điện thoại cho em nha. Ngô Hàng ơi, mình có thể gửi cho bạn được cơ mà. Gửi bưu điện mà. Xa gì, Hiệp Hòa ấy. Mình ơn gửi tận ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà. 59k, 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nhé. Ai đặt hàng thì với cú pháp 59k nha. Đây bằng chất da lộn mọi người nhé. Rất chi là đẹp đấy ạ. Lên tay em đây ạ. Mọi người nhìn đấy ạ. Rất chi là sang chảnh phải không? Có bạn nhé. Ok xem thoải mái luôn nha bạn nhé. Ngô Hằng nha. Chào Nguyễn Hương nha. Mọi người có thể xem thoải mái luôn nha. 59k nhé, cộng màu của số điện thoại nhé. Ai đặt hàng hôm nay online của em thì em đã được tặng thì kèm thêm một quả pin dự phòng cho mọi người nhé. 59k nhé, cộng màu của số điện thoại nhé. Đồng hồ thời trang nhé mọi người nhé. Chào Thúy Nguyễn nhá. Màu xanh và màu đỏ. Thúy Nguyễn ơi, bạn ai đặt hàng thì với cú pháp 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nhé. Mọi người nhé, 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Để em có thể tiện liên lạc với mọi người ạ. 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Thì chỉ cần có mừng 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nha. Thủy Nguyễn ơi, bạn có mừng số điện thoại giúp mình nha. 59k, 59k cộng màu của số điện thoại nha. Hôm nay đặt hàng bên em sẽ được tặng thẻ kèm thêm một quả pin dự phòng nha mọi người nha. 59k thôi ạ. 59k thôi ạ.
chỉ bằng hai bữa ăn sáng của mọi người thôi nhá, mọi người cũng đã sở hữu một chiếc đồng hồ rồi ạ. Nếu mà bạn Lam mà một buổi ăn sáng thì có khi là có hết tiền trăm luôn ạ. Nhưng mà của em chỉ có 59k thôi nhá mọi người nhá. 59k thôi nhá. 59k một chiếc đồng hồ đấy ạ. Nhìn mọi người ạ, rất chỉ là đẹp ạ, sang chảnh luôn ạ. Đấy ạ. Bên em có 3 màu nhá, màu đỏ, màu xanh và màu đen nhá mọi người nhá. 59k thôi ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại cho em nha. Đây ạ, em đeo lên tay mọi người thấy hả? Rất chi là sang phải không ạ? Bên em đang có 3 màu thôi nhá mọi người nhá, màu đỏ, màu xanh và màu đen nhá. 3 màu đều kết hợp đồ rất chi là đẹp ạ. 59k. Thúy Nguyễn ơi, mình chốt đơn cho bạn nhá. Chốt đơn cho Nguyễn, Thúy Nguyễn nhá. Mọi người đặt hàng thì mọi người comment liên tục cho em nhé. Nếu mà không thấy em trả lời thì có nghĩa comment của mọi người đã bị ẩn nhá. Thì mọi người cứ comment liên tục cho em nhé. Nếu mà chưa thấy em trả lời nhá. 59k, 59k cộng màu của số điện thoại nha. 59k đấy ạ, 59k. 59k cộng màu của số điện thoại nhá. Chất da lộn nhá mọi người nha. Chỉ dùng trong nước sinh hoạt thôi mọi người nha. Nếu mà nước ngâm lâu trong nước thì em không đảm bảo nha mọi người nha. Tại vì nó là đồng hồ thời trang mà. Đấy, 3 màu nha, màu đen, màu xanh và màu đỏ nhá. Lên tay đều rất chi là đẹp, đều rất chi là tôn da đấy ạ. Đây mọi người nha. Đấy, lên tay chi là đẹp phải không ạ? Đây ạ. Đấy. 59k thôi ạ, 59k cộng màu số điện thoại ạ. 59k cộng màu số điện thoại cho em ạ. 59k thôi nha. 59k cộng màu số điện thoại ạ. Ai đặt hàng thì với cú pháp 59k cộng màu số điện thoại cho em nha. Đây ạ, em lấy 59k nha, 59k cộng màu số điện thoại cho em nha mọi người nha. Có 59k thôi ạ. Ai đặt hàng thì comment đúng cú pháp cho em nha. 59k cộng màu số điện thoại nha. Chào Lương Nguyễn nha. 59k thôi ạ, 59k nha. Dây bằng chất da lộn nha mọi người nha. Rất chi là đẹp ạ. Đây ạ. Lên tay rất chi là sang chảnh phải không ạ? Đấy. 59k thôi ạ, 59k nha. Mọi người ơi, chia sẻ nhá, dùng trong buổi live ngày hôm nay thôi nhá mọi người nhá. 59k nhá, cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. 59k thôi ạ. Đây ạ. Lên tay rất chi là đẹp phải không ạ? Đấy, mọi người theo dõi nhìn này. Mặt rất chi là đẹp nhá, em có thể giơ gần cho mọi người xem nhá, thấy ạ. Đấy ạ. 59k thôi nhá. Đồng hồ Dio đàng hoàng nhá mọi người nhá. Đồng hồ Dio nhá. 59k nhá. Ai đặt hàng thì với cú pháp 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. 59k thôi ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại cho em nha. 59k em xả buổi hôm nay thôi nha mọi người nha. Còn ý nha. 59k cộng màu cộng số điện thoại cho em nha. Chỉ áp dụng trong buổi livestream ngày hôm nay thôi nha. Hiền Lê ơi, anh comment đúng cú pháp cho em với nhá. Màu cộng 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Chào Đặng xinh gái nha. Ai đặt hàng thì comment đúng cú pháp giúp em nha. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Để bên em có thể liên hệ với mọi người nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nha. Đây ạ, 59k đây ạ, 59k cộng màu cộng số điện thoại nha. Bên em sẽ có người gọi điện trực tiếp và liên hệ với mọi người nhá. 59k nha, 59k đây ạ. Bên em đang có 3 màu nhá, màu đen, màu xanh và màu đỏ nhá. 3 màu đỏ đang hot nhá. Bạn ơi, anh Tùng Nguyên ơi, nhanh là 2 ngày, chậm là 4 ngày nhá, toàn quốc anh nhá. Bà 30k toàn quốc nhá mọi người nhá. Chậm là 4 ngày thôi ạ, là sẽ nhận được hàng ạ. Chào Vũ Nguyên nha, chào Huệ Xu nha. 59k nhá, 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá, 59k thôi ạ. Nguyễn Yến, Yến ơi, nước sinh hoạt thì thoải mái nhé bạn nhé. Nếu mà ngâm lâu trong nước thì mình không đảm bảo. Nhưng mà nước sinh hoạt bạn có thể rửa tay hay rửa các thứ đều dùng thoải mái được luôn nhé. Chỉ là tại vì nó là đồng hồ thời trang mà, nên là ngâm lâu trong nước mình không đảm bảo. Bây giờ đồng hồ nào cũng có, không phải là đồng hồ cơ đấy. Đồng hồ kia mà ngâm nước lâu thì cũng không chưa chắc đảm bảo ạ. Nên là mình không chưa đảm bảo đấy nhé. Nhưng mà bạn dùng có thể là rửa tay dùng nước sinh hoạt thì thoải mái nhé. Chào Nguyễn Bùi nhé. Bạn ơi còn nhá, Nguyễn Bùi nhá, mình cũng có đồng hồ khác nữa nhá, nhưng mà hôm nay mình chỉ like đồng hồ này thôi nhá, hôm nay mình chỉ chia sẻ đồng hồ này thôi ạ. Đồng hồ 59k thôi ạ. Còn đồng hồ khác thì để bữa khác mình like sau nhá, không thì nó sẽ bị lẫn đấy ạ. Mọi người sẽ lẫn giữa hai đồng hồ ấy, nên là hôm nay mình chỉ like đồng hồ này thôi ạ, 59k này thôi ạ. Quỳnh Thư ơi, mình ở Bắc Giang nhá, Quỳnh Thư nhá.
Anh Tùng Nguyễn ơi, phí giao hàng là 30k toàn quốc nha anh nhá. 59k bây giờ lại còn phí ship nữa thì làm sao? Thì anh bỏ đồng hồ bao nhiêu tiền ạ? À? Đây là hôm nay em xả thêm là có 59k thôi anh nhá. Trong buổi live ngày hôm nay thôi nha, 59k. Chào Liên Hê ơi. Hiên Lê ơi, mình chốt đơn cho bạn nhá. Chào Huy Lành nha, 59k nhá, 59k cộng màu của số điện thoại nhá. Sao đúng số tiền đó? À, anh Tùng Nguyên ơi, không phải nhá, 59k nhưng mà đây là đồng hồ nhà em nhá, còn phí ship toàn quốc là 30k nha anh nhá. Đấy, mua từ 5 sản phẩm giờ lên thì em sẽ miễn phí ship nhá cho mọi người nhá. Hôm nay ai đặt hàng trong live của em ngày hôm nay ấy, em đều tặng một chiếc pin vị dự phòng cho mọi người nhá. Đây 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Hôm nay em đặt hàng trong live cho em nhá. Mỗi cái chiếc đồng hồ em sẽ tặng kèm mọi người một chiếc pin vị dự phòng nhá mọi người nhá. Nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm nhá. Dục Long Phạm Minh ở Lạng Giang nhé, 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha mọi người nhé. Nếu ở gần nhà em thì có đấy thể đến nhà em xem nha mọi người nhé. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha, 59k thôi ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhé. Bên em có 3 màu nhé, màu đỏ, màu xanh và màu đen nha. 3 màu lên tay đều rất chi là sang chảnh ạ, kết hợp với đồ cũng đều rất chi là tiện ạ. Em chỉ lấy 3 màu hot này thôi mọi người nhé, để đều kết hợp với đồ đều tiện nhé. Những cái màu vàng hay màu lâu đất, màu cam thì em không lấy cho mọi người, em chỉ lấy 3 màu này thôi nhá, màu đỏ, màu xanh và màu đen nhá, để cho mọi người dễ kết hợp đồ ấy ạ. Đấy, tại vì nó là đồng hồ thời trang mà. Chào Nhất Lam nhá, chào Ngô Hàng ơi, mình chốt đơn cho bạn nhá, 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha, trong buổi live ngày hôm nay thôi nhá. Ai đặt hàng live trong buổi live ngày hôm nay đều được tặng một chiếc đồng hồ, sẽ được tặng kèm một quả pin dự phòng cho mọi người nhá. Tuấn Mai ơi, bạn làm đúng cú pháp giúp mình nhá, 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp mình nhá. Ai đặt hàng thì comment đúng cú pháp giúp em nha, 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Comment đúng cú pháp cho em nha. Để em có thể, bên em sẽ có người liên hệ với mọi người nhá, 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em ạ. Chào Hoàng Văn Anh nha. Chào Vi Văn Chiêm nha. Ai đặt hàng thì comment đúng cú pháp giúp em nha, 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Bên em nhá. Bên em đang có 3 màu nhá, màu đỏ, màu xanh và màu đen nhá mọi người nhá. Lên tay đều rất chi là đẹp, là sang chảnh phải không ạ? Bên em chỉ có 3 màu này thôi nhá mọi người nhá. 3 màu này có để mọi người kết hợp đồ rất chi là có nghĩa để mọi người dễ kết hợp đồ ấy ạ. Đấy, lên em lấy 3 màu này thôi ạ. Đấy. Đen, xanh và đỏ nhá mọi người nhá, 3 màu ạ. Nhất Lam, ok, mình chốt đơn cho Nhất Lam nha. Phí ship là 30k toàn quốc bạn nhá, 59k nha, cộng với 30k toàn quốc nha, phí ship toàn quốc nha. Nhanh là 2 ngày, chậm là 4 ngày nha, mọi người sẽ nhận được hàng nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha mọi người nhá, 59k thôi ạ. Hôm nay ai đặt hàng trong live ngày của em ngày hôm nay đều được tặng một chiếc đồng hồ, sẽ được tặng kèm một quả pin dự phòng nha mọi người nhá. Đồng hồ là làm bằng chất da lộn nha mọi người nhá. Nước sinh hoạt có thể dùng thoải mái nhưng mà ngâm trong nước thì em không đảm bảo nha mọi người nhé. Tại vì nó là đồng hồ thời trang mà. Mà bây giờ chúng ta cũng có làm gì đâu mà phải ngâm tận lâu vào trong nước phải không ạ? Chúng ta chỉ rửa tay các thứ thôi ạ. Nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm nhé, 59k nhé, cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhé. Ok Ngô Hằng nha, bạn có thể xem ạ, 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhé. Mình ở Hiệp Hòa lấy ở đâu? Huy Lành ơi, bạn ở Hiệp Hòa à? Hiệp Hòa thì mình có thể gửi bưu điện cho bạn nhé. Bưu điện sẽ gửi, mình sẽ gửi bưu điện nhé, chuyển đến tận nơi cho bạn nhé. Ngô Hàng ơi, bạn cứ ok nhé, bạn cứ comment đúng cú pháp cho mình là bên mình sẽ có người trực tiếp gọi điện cho bạn nhé. 59 chỉ cần mọi người comment đúng cú pháp cho em là 59k cộng màu cộng số điện thoại là bên em sẽ có người gọi điện chốt đơn cho mọi người nhá. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Chỉ cần 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Giúp em nha, 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Chào yêu em bạn nha. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Mọi bên em đây ạ. Mọi người em đồng hồ bằng chất da lộn nhá, rất chi là sang chảnh luôn nhá. Mặt đồng hồ đây mọi người ạ. Đồng hồ Dio nhá. Rất chi là sang chảnh luôn mọi người nhá. Lên tay rất chi là đẹp đấy ạ. Mọi người có thể kết hợp đồ rất chi là đấy nhá. Có 59k thôi ạ. 59k bằng 2 bữa ăn sáng của mọi người thôi nhá. Mọi người cũng đã sở hữu một chiếc đồng hồ rất chi là xinh này ạ. Bây giờ mọi người
Giờ rất rất chi là mình có thể tự chủ được thời gian đấy ạ. Rất chi là tiện nha mọi người nhá. Chỉ có 59k thôi ạ. Quyết Quyết Quang ơi, bạn comment đúng cú pháp giúp mình nhá. Là 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp mình nhá. Để bên mình có thể liên hệ cho bạn nhá. Chào Hà Thu, mình chốt cho Hà Thu nhá. Cảm ơn Ngô Hằng nhá. Bên mình bạn chỉ cần comment màu với cả số điện thoại giúp mình là mình bên mình sẽ có người gọi điện trực tiếp cho bạn nhá. Ok, cảm ơn bạn nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Chào Trường Giang nhá. Mình chốt cho Trường Giang nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. 59k đây ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Bên em đã ai đặt hàng của like của em ngày hôm nay đều được tặng một quả pin dự phòng như này nhá mọi người nhá. Đều được mỗi chiếc đồng hồ đều được tặng kèm thêm một quả pin dự phòng như này ạ. 59k cộng màu của số điện thoại nhá. Mọi người nhá, đây là đồng hồ thời trang nhá mọi người nhá. Rất dễ cho mọi người kết hợp đồ nhá. Bên em chỉ lấy có 3 màu này thôi nhá. Bạn ơi 59k, Phu Thiên ơi, đồng hồ này có 59k thôi ạ. Bạn chỉ cần làm đúng cú pháp là 59k cộng màu cộng số điện thoại ở trong buổi live ngày hôm nay của mình thôi nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Được tặng kèm thêm một quả pin dự phòng nha mọi người nhá. Ai đặt hàng thì làm đúng cú pháp cho em nhá. Mọi người chỉ cần 59k cộng màu cộng số điện thoại, bên em sẽ có người chốt đơn cho mọi người nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Nguyễn Hoa ơi, hôm nay là mình xả nhá, lên chỉ có 59k thôi nhá. Nếu mà mua ngoài live thì sẽ không có giá này đâu ạ. Chứ hôm nay chỉ có giá trong live thôi nhá, là 59k nhá. Mọi người chia sẻ bài giúp em nhá, chia sẻ mạnh lên nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Phí ship toàn quốc là 30k nhá mọi người nhá. Đấy. Bên em có 3 màu nhá, màu đen, màu xanh và màu đỏ nhá. Đây là chất da lộn nha mọi người nhá. Nước sinh hoạt thì dùng thoải mái nhá mọi người nhá, nhưng mà ngâm trong nước thì em không đảm bảo nha mọi người nhá. À, Hà Thu ơi, mình không có đồng hồ lam nhá. Huy Lành ơi, bạn comment đúng cú pháp giúp mình nhá. Là 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp mình nhá. Huy có nhá bạn nhá, mình bạn có thể xem hàng thoải mái nhá. Bạn có thể xem hàng thoải mái trước khi ấy nhá, nhận nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. 59k nha. Được tặng kèm thêm một quả pin dự phòng như này nha mọi người nhá. Được tặng kèm thêm một quả pin dự phòng ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Đây. Bên em có 3 màu thôi nhá. Màu đen, màu xanh và màu đỏ nhá. 3 màu đang hot nha mọi người nhá. Có nghĩa là em lấy chỉ lấy 3 màu này thôi để mọi người kết hợp đồ ấy cho nó dễ ạ. Thế nên là mà lên tay cũng rất chi là nổi tay đấy ạ. Rất chi là đẹp đấy ạ. Rất chi là sang ạ. Thế nên là em không lấy những màu khác đâu ạ. Chỉ có 3 màu này thôi nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Thu Nguyễn Thu, mình chốt đơn cho bạn nha. Comment của ai mà bị ẩn ấy mà chưa thấy em đọc ấy thì mọi người comment giúp em nhá. Không người sợ mọi người sẽ bị ẩn em không nhìn thấy nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nha. 59k đây ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại nha. Dây là chất da lộn nha mọi người nhá. Dây là chất da lộn nha. Mọi người có thể dùng nước sinh hoạt thoải mái nhá, nhưng ngâm lâu trong nước thì em không đảm bảo nhá mọi người nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Nguyễn Hà ơi, mình chốt đơn cho bạn nhá. 59k, 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Màu đỏ, màu xanh và màu đen nhá mọi người nhá. Bên em chỉ có 3 màu này thôi nhá. 3 màu này để mọi người có thể kết hợp đồ dễ ạ. Có nghĩa là em chỉ lấy 3 màu để khi mọi người kết hợp đồ ấy, khi mọi người đồ nào cũng có thể kết hợp với đồng hồ này được ạ. Chứ còn không phải là những cái màu ví dụ như là nó quá tối hay là nó quá nhìn nó không tôn da ấy thì em sẽ không lấy nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhìn thấy 3 màu lên tay em ạ, rất chi là nổi phải không ạ? Đấy, rất chi là đẹp phải không? Nên là ai đặt hàng thì comment đúng cú pháp giúp em nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Trần Thị Phương Thảo, mình chốt đơn cho bạn nhá. Mọi người chỉ cần comment đúng cú pháp bên em sẽ có người liên hệ trực tiếp với mọi người nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Ghê, 59k cộng màu số điện thoại nha. Bên em có 3 màu nha mọi người nha. Màu đen, màu đỏ và màu xanh nha. 3 màu rất chi là sang chảnh phải không ạ? 3 màu đấy ạ, mọi người thấy ạ. 3 màu rất chi là sang chảnh ạ. Hôm nay em sẽ xả nha. Xả trong ngày hôm nay nha. Đây lên là em sẽ xả chỉ có 59k thôi nha mọi người nha. Đây mọi người nhìn đồng, có đồng hồ là mà hãng Dio mà lên tay mà sang mà như này không ạ? Mà rẻ như vậy không ạ? Chỉ có bên em mới có giá đấy thôi ạ. 59k nha. 59k cộng màu của số điện thoại nha. Nguyễn Hà ơi, không phải đâu, không phải tay mình trắng đâu. Đấy là đồng hồ nó nhìn nó lên thì nó tôn như thế thôi, chứ mình cũng không trắng đâu. Nên là đeo lên thì đấy, mọi người đeo lên thì lên tay thì thấy nó rất chi là lối phải không ạ? Rất chi là sang rồi ạ.
nên là khi kết hợp đồ mọi người cũng rất chi là dễ ạ. Em chỉ lấy 3 màu này thôi nhé mọi người nhé, nên em không lấy những màu khác đâu ạ, chỉ lấy 3 màu để mọi người có thể phối hợp đồ cho nó dễ thôi ạ. Màu đen, màu xanh và màu đỏ ạ. Đấy. Ai đặt hàng thì comment đúng cú pháp giúp em nhé. 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại đây mọi người nhé. Rất chi là đẹp ạ. Đấy. Mặt rất chi là đẹp phải không ạ? Đấy. Ai đặt hàng hộ bên em hôm nay nhé đều được tặng kèm một quả pin dự phòng nhé mọi người nhé. Đây ạ. Mọi người yên tâm nhé, sẽ được tặng kèm một quả pin dự phòng cho mọi người nhé. 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. 59k đây ạ. 59k. 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Chỉ trong áp dụng trong live ngày hôm nay mọi người nhé. 59k. À, Thu Nguyễn Thu ok bạn. Da nhà mình là nếu mà bạn quan tâm đến da của mình ấy thì mình sẽ chia sẻ bí quyết cho bạn nhé. Bên mình cũng có sử dụng mỹ phẩm ấy, nên là bạn cứ nếu mà muốn quan tâm đến da của mình ấy, chia sẻ bí quyết mà để có làn da đẹp như mình ấy, có thể comment cho mình nhá. Để mình chia sẻ nhá. Thu Lành ơi, mình chốt đơn cho bạn nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Dây là dây da lộn nhá mọi người nhá. Dây da lộn rất chi là ấy ạ. Đây ạ. Mọi người nhá, lên tay rất chi là đẹp ạ. Đấy mọi người thấy không? Của đồng hồ là 59k bằng 2 bữa ăn sáng của mọi người thôi ạ. Nếu mà những cả anh Lam ấy, đôi khi mỗi bữa ăn sáng hay những buổi ấy có thể lên tới năng hàng trăm nghìn ấy. Nhưng mình đây ạ, có 59k thôi mình bỏ ra mình có thể sở hữu một chiếc đồng hồ nhá. Rất chi là tiện phải không ạ? Bây giờ có thể chúng mình có thể chủ động được thời gian này đấy. Bây giờ ra ngoài nhiều lúc giờ giấc rất chi là quan trọng phải không ạ? Nên mọi người các bạn yên tâm nhé, 59k nha. Có cái nào mà tiện mà rẻ nhìn đẹp như này không ạ? Rất chi là này. Hợp với thời trang nha mọi người nhá. Cái phối hợp đồ rất chi là tiện luôn ạ và đẹp luôn ạ. Phương Thảo làm ok, Phương Thảo mình chốt đơn cho bạn nhá. Nguyễn Hà ơi, nếu mà bạn quan tâm đến da mặt mình ấy thì có thể comment nhá, mình sẽ chỉ cho mọi người nhá. Hôm nay thì mình chỉ like đồng hồ thôi ấy. Nếu mà quan tâm đến da mặt mình ấy thì bữa khác mình sẽ like và chia sẻ bí quyết cho mọi người nhá. Cách làm thế nào để có một làn da căng mịn như mình nhá. Nên hôm nay mình chia sẻ đồng hồ thôi nhá. Thấy comment của em không? Anh Trường ơi, mình thấy bạn nhá. Anh Trường ơi, mình thấy comment của bạn nhé. Nguyễn Hà ơi, không sợ đâu á, tại vì nó là đồng hồ thời trang mà mình có thể dùng thoải mái, mình cái hợp đồ ấy. Đấy, bạn bảo bây giờ nhá, người ta có thể bỏ thằng mấy triệu ra ấy để mua một chiếc đồng hồ phải không? Nhưng mà tại sao mình có 59k, mình không thể bỏ ra 59k để mình có thể là quản lý được thời gian của mình này. Đấy, xem được giờ giấc này. Mỗi khi bình thường em đi làm các thứ ấy, mọi người đều có thể đeo lên nhá, khi kết hợp với đồ nhá, nhìn rất chi là cá tính luôn ạ. Đấy, đeo đồng hồ vào mọi người nhìn xem, rất chi là cá tính và rất chi là đẹp phải không ạ? Đấy, ba màu nhá, mình chỉ lấy 3 màu này thôi nhá mọi người nhá, màu đen, màu xanh và màu đỏ ạ. Đấy, mình đeo lên nhá, mình cũng có khi các bạn cảm giác ấy khi ra ngoài nhá, mà bạn thấy một ai đó mà đeo đồng hồ ấy, bạn cũng có cảm giác là khi người đấy ấy, người ta cũng có nghĩa là lúc nào cũng cảm giác là người ta sẽ tự chủ được thời gian của mình này, người ta quản lý thời gian này, cái cách sắp xếp công việc này đấy. Nên mà các bạn chỉ cần nhìn thấy ấy mà các bạn cũng cảm nhận được mà đấy, chứ không phải là không phải không, khi các bạn kết hợp đồ ấy nên rất chi là đẹp ấy ạ. Thu Nguyễn Thu ạ, tại vì mình đang lay đồng hồ ấy, sợ nói mọi người thì lại sợ nói sang da rẻ ấy, thì sợ mọi người lại kêu ấy, nên là để bữa sau được không? Bữa sau mình sẽ chia sẻ bí quyết để có một làn da đẹp nhá. Có nghĩa là nếu mà bạn quan tâm ấy thì có thể vào trang cá nhân của mình nhá, mình có chia sẻ các cái bí quyết để mình có thể có một làn da như thế này mọi người nhá. Cho mình số điện mình dạo này không vào được. Ai biết cho mình số điện thoại của bạn đi. Bạn ơi, trong cá nhân của mình có số điện thoại nhá bạn nhá. Mình có đăng trên tường ấy ạ, có đầy đủ số điện thoại của mình nhá mọi người nhá. Dây sắt không bạn? Anh Trường ơi, mình dây sắt hôm nay mình chỉ like đồng hồ này thôi nhá, đồng hồ 59k nhá. Còn đồng hồ kia mình cũng có, nhưng mà hôm nay mình không like nhá, tại vì like thì nó sẽ lẫn đi, mọi người sẽ lẫn giữa đơn này với đơn kia ấy. Nên là buổi hôm nay mình chỉ like đồng hồ này thôi nhá, đồng hồ Dio 59k này thôi nhá. Nguyễn Hà ơi, ok bạn nhá. Nguyễn Hà ơi, bạn chỉ cần có một đúng cú pháp giúp mình ấy là mình sẽ gọi điện, sẽ có người gọi điện trực tiếp chốt đơn cho bạn nhá, nên bạn hoàn toàn yên tâm ạ.
Thu Nguyễn Thu, cho mình số điện thoại đi ạ. Thu Nguyễn Thu ơi, mình có đăng ở trên trang cá nhân của mình ấy, có trang trên tường đấy. Chị Quỳnh ơi, 59k nhá, 59k thôi ạ, chỉ có 59k một chiếc đồng hồ thôi ạ. Mọi người nhìn nào, rất chi là sang phải không ạ, rất chi là đẹp phải không ạ. 59k thôi, có 59k thôi nhá mọi người nhá, 59k cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Đấy, ai đặt hàng thì comment đúng cú pháp giúp em nhá. Thu Nguyễn Thu ơi, bạn cứ để lại số điện thoại, xong buổi live này mình sẽ gọi điện trực tiếp cho bạn được không? Mình sẽ tư vấn cho các bạn cách nào để có một làn da đẹp nhá mọi người, Nguyễn Thu nhá. Ai đặt hàng thì comment đúng cú pháp giúp em nhá, 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại ạ. Đây ạ, ba màu nhá, nhớ mọi người nhá. Comment đúng cú pháp giúp em nhá. Ai đặt hàng buổi live của em ngày hôm nay đều có được tặng kèm một quả viên dự phòng nhá. Chip cho mình ba cái luôn. Phương Thảo ơi, bạn comment đúng cú pháp giúp mình nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Thu Nguyễn Thu ơi, bạn nào comment đúng cú pháp giúp mình nhá. Mọi người chỉ cần comment đúng cú pháp là em sẽ chốt đơn cho mọi người nhá. Em sẽ gọi điện, sẽ có bên em ấy sẽ có người gọi điện trực tiếp cho mọi người nhá. Và chốt đơn nha, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Đồng hồ là đây ạ, đồng hồ Dio nhá. Chất da lộn nha mọi người nhá. Nước sinh hoạt thì có thể dùng thoải mái nhá, nhưng mà ngâm lâu trong nước thì em không đảm bảo nha mọi người nhá. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm ạ. Đây ạ. Nhận hàng có thể xem hàng thoải mái ạ. Đây em mọi người nhá, cái đeo lên tay mọi người thấy ạ, rất chi là sang phải không ạ. Bên em nhớ là bên em chỉ có 3 màu lấy thôi nha mọi người nhá. Để có nghĩa là em chỉ lấy 3 màu này để mọi người có thể kết hợp đồ ấy cho nó tiện ấy ạ. Vì 3 màu này nhá, khi chúng ta kết hợp đồ nào ấy, chúng ta mặc cũng có thể được ạ. Đều đẹp hết ạ. Mà lên tay rất chi là sang ấy ạ. Đều sang chảnh hết ạ đây ạ. Có 59k thôi ạ. Thu Nguyễn Thu ơi, mình chốt đơn cho bạn nhá. Chị Quỳnh, mình chốt. Mọi người comment đúng cú pháp giúp em nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá. Ai đặt hàng bên em hôm nay em sẽ đều tặng kèm một quả biên dự phòng cho mọi người nhá. Đấy, 59k thôi nhá. Chỉ bằng hai bữa ăn sáng của mọi người thôi ạ. Mọi người đã có thể có một chiếc đồng hồ xinh như thế này ạ. Đấy, để quản lý thời gian của mình nhá. Khi mọi người ra ngoài ấy, nếu mà mình vừa sắp xếp thời gian ấy, thì tại sao mà chỉ cần nhìn thấy đồng hồ thôi ạ, nhìn thấy thời gian là chúng ta cũng có thể sắp xếp được công việc mình trong ngày như thế nào và những giờ là mình làm như thế nào nhá mọi người nhá. Không phải là biết là bây giờ điện thoại ấy cũng có đồng hồ thật, nhưng mà khi nếu mà các bạn nhìn thấy một ai đó nhá mà đeo đồng hồ trên tay ấy và mặc những cái bộ quần áo ấy, khi kết hợp những chiếc đồng hồ như này, các bạn có thấy cảm giác, cảm nhận được là người đấy như thế nào nhá. Đấy, các bạn cứ hoàn toàn yên tâm nhé, chỉ có 59k thôi ạ. 59k cộng màu của số điện thoại cho em nhé. Nguyễn Thu Thu mình chốt đơn cho bạn nhé. Leng Leng Hằng mình chốt đơn cho bạn nhé. Thơm Nguyễn Thị mình thấy bạn nhé. Chị Quỳnh ơi mình chốt đơn cho bạn nhé. 59k cộng màu của số điện thoại cho em nhé. 59k thôi ạ. 59k cộng màu của số điện thoại ạ. Chỉ có 59k thôi ạ. 59k cộng màu của số điện thoại nhé. Dây là chất da lộn nhé mọi người nhé. Dây là chất da lộn ạ. Dây là chất da lộn nha mọi người nha. 59k cộng màu cuộn số điện thoại giúp em nha. Hôm nay em về có 50 chiếc rồi nha mọi người nha. Lên mọi người nhanh tay lên nhá, không sẽ số lượng có hạn nha. Em chỉ còn 50 chiếc nữa nha. 59k cộng màu cuộn số điện thoại giúp em nha. Hàng Dio nha, đồng hồ Dio nha. Dây chất da lộn nha mọi người nha. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Lên tay em ạ. Mọi người lên nhìn thấy lên tay em là biết là như nào rồi ạ. Rất chi là sang phải không ạ? Mà lên tay thì rất chi là lổi luôn ạ đấy ạ. Mà màu này kết hợp với quần áo ấy đều rất chi là tiện nhá mọi người nhá. Phương Thảo ơi mình có thấy bạn nhá. Chị Quỳnh ơi mình cần chốt đơn cho bạn nhá. Thơm Nguyễn Thị ơi mình chốt đơn cho bạn nhá. Mọi người chỉ cần làm đúng cú pháp như em bảo thôi ạ. 59k cộng màu cộng số điện thoại nhá, là bên em sẽ có người liên hệ trực tiếp với mọi người nhá. 59k cộng màu cộng số điện thoại đây ạ. Mở đây đồng hồ đi ô ạ. Lên tay rất chi là đồng hồ rất chi là sang chảnh luôn ạ. Có 59k thôi phải không ạ? Bằng hai bữa ăn sáng của mọi người thôi ạ. Mọi người đã có thể sở hữu một chiếc đồng hồ rất chi là sang chảnh như này ạ. Mà kết hợp đồ ấy rất chi là tiện luôn ạ. Quản lý được thời gian của mình nhá mọi người nhá. Hãy sắp xếp thời gian của mình trên những chiếc đồng hồ này nhá. 59k thôi ạ. Đấy. 59k cộng màu số điện thoại nhá. Bên em chỉ có 3 màu nhá mọi người nhá. Màu xanh, màu đen và màu đỏ nhá. 3 màu thôi ạ.
Minh Nguyễn, mình chốt đơn cho Minh Nguyễn nhá. 59k thôi ạ. 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nha. 59k thôi ạ. 59k cộng màu của số điện thoại giúp em nha. Ai đặt hàng thì đã làm đúng cú pháp cho em nha. Ai đặt hàng trong live nhà em ngày hôm nay đều được tặng kèm một quả pin đồng pin dự phòng nhá. Dây là chất da lộn nhá mẹ mọi người nhá. Dây là chất dây da lộn nhá. Đấy, dây là chất dây da lộn nhá. Mọi người có thể sử dụng nước sinh hoạt bình thường nhé, nhưng mà ngâm lâu trong nước thì em không đảm bảo nhé, tại vì nó là hàng thời trang mà. Mà bây giờ đồng hồ mọi người thấy, nếu mà ngâm lâu trong nước thì chả đồng hồ nào mà ấy được ạ. Chỉ bây giờ người ta tiền triệu ấy, người ta bỏ ra thì người ta còn mới đảm bảo được thôi, chứ còn bây giờ mình có 59k ấy, mình dùng nước mà đa số mình cũng chỉ dùng nước sinh hoạt thôi ạ. Chứ mọi người cứ đâu có phải là ai mà ví dụ như là đi tắm hay là cái gì mà cần phải cứ phải nhúng tay ngâm một lâu vào trong nước đâu ạ. Thế nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhé, nước sinh hoạt thì thoải mái nhé.